Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền đồng lòng thương xót họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăm. Người liền bảo môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruồng sai thở đi gặt lúa. Và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andre em ông, Jacob con ông Zebedee và Joan em ông, Philippe và Bartholomeo, Thomas và Matthew người thu thuế, Jacob con ông Anphe và Tadeo, Simon người Cananeo và Judas Iscariot kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng các con đừng đi về phía dân ngoại và đừng vào các thành người Samaritano. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã và rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Kính chào quý cụ, cô bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Quý vị đang nghe bài chia sẻ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 11 mùa thường niên năm A trên kênh YouTube Lời yêu thương của Tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa miền Hải ngoại. Kính thưa quý vị, trong bài Tin mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew đã bắt đầu tường thuật rằng Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng thương xót họ vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không người chăm kính thương bà anh chị em à, giữa một xã hội biết bao nhiêu con người trong hàng ngày sống biết bao người đi lôi đi tới vậy mà ánh mắt của chúa giêsu đã đủ yêu thương đã đủ sâu sắc để nhìn vào đáy thẳm sâu tâm hồn của mỗi người hiện diện của đoàn lũ dân chúng đông đảo để rồi Ngài động lòng thương xót họ Hay nói cách khác Nhìn thấy cảnh đời bơ vơ Nhìn thấy sự vất vưởng Đau khổ Của con người Chúa Giêsu đã động lòng chắc ẩn Hay nói cách khác Là Nhìn thấy Nỗi thống khổ của người dân Chúa Giêsu đã yêu thương họ bằng tận đáy sâu thẳm trong tâm hồn của ngài. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, giữa một nơi đông người như vậy, biết bao nhiêu chục người, biết bao nhiêu trăm người và có thể nói tới biết bao nhiêu ngàn người. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn nhìn thấy, vẫn đọc được nỗi niềm của những người dân đó. Có lẽ chính bản thân họ cũng chưa biết rằng họ đang bơ vơ chưa biết được rằng họ đang khắc khoải, đang đau khổ. Nhưng mà Chúa Giêsu nhìn thấy, Chúa Giêsu hiểu và Ngài động lòng thương xót họ. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta cũng có biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu cộng đoàn, biết bao nhiêu quốc gia đang sống bơ vơ, đang sống khắc khoải, đang sống không có người hướng dẫn biết bao nhiêu bạn trẻ sống không có mục đích không có lý tưởng sống một cách bơ vơ ngày nào biết ngày đó đặc biệt chúng ta cứ thấy những thành phố lớn như thành phố chicago thành phố new york thành phố san francisco thành phố los angeles hay là thành phố paris thành phố london đó. rồi hay là thành phố sài gòn thành phố Hà Nội của chúng ta. Hàng ngày biết bao nhiêu ngàn người, biết bao nhiêu chục người đi ngang qua nhưng mà hầu như không ai nhìn thấy ai. Tôi nói không ai nhìn thấy ai ở đây không có nghĩa là không thấy những con người. Nhưng mà không phải vậy, họ chỉ thấy những con người những cái vật di động thôi chứ họ không nhìn thấy những ánh mắt của nhau, họ không nhìn thấy trái tim của nhau. Con người ngày hôm nay Hầu như ai cũng quá bận rộn với công ăn việc làm của mình, ai cũng quá bận rộn với ngày sống của mình, ai cũng quá bận rộn với những nỗi tranh trở những đau khổ của mình để rồi không ai còn nhìn thấy ai, không ai còn nhìn thấy những nỗi đau, những cái vui những cái buồn của nhau nữa. Nhưng Chúa Giêsu thì không. Chúa Giêsu vì yêu thương chúng ta cho nên Ngài đã nhìn thấy trong đáy thẳm cuộc đời, trong đáy thẳm trái tim của chúng ta rồi ngài yêu thương chúng ta ngài động lòng thương xót và khi động lòng thương xót chúa Giêsu không phải chỉ là à, tội nghiệp chỉ là cảm thông một cách bình thường không phải vậy à, chúng ta thường nghe nói là gì cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn thế là phải có nhìn thấy được thì mới yêu thương thì mới cảm thông chúa Giêsu đã nhìn thấy cho nên ngài yêu thương ngài cảm thông ngài động lòng chắc ẩn và lòng chắc ấn của ngài không dừng lại chỉ bằng một vài cảm xúc qua đi mà Chúa Giêsu đã đưa ra những hành động cụ thể những việc làm cụ thể để làm vơi bớt đi những nỗi đau khổ những vất vưởng của dân chúng Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa hay nói cách khác là Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay là hãy cầu nguyện cho ơn gọi. Thiên Chúa là cha nhân tử. Chắc chắn rằng Chúa ban đủ những mục tử tốt lành để hướng dẫn dân của Chúa. Thế thì tại sao ngày xưa cũng như ngày hôm nay vẫn còn tình trạng là thiếu ơn gọi. Thiếu ơn gọi linh mục, thiếu ơn gọi tu sĩ nam nữ. Không phải là Chúa không ban, mà có lẽ thứ nhất là gì? Là bởi vì ngày hôm nay rất nhiều người, cách riêng các bạn trẻ đã không còn nghe thấy tiếng Chúa mời gọi nữa. Đã quá nhiều tiếng ồn ào trong cuộc sống, ồn ào từ những tiếng nhạc, từ những tiếng tivi, từ những âm thanh bên ngoài và ồn ào luôn cả ở trong tâm hồn nữa. Ngày hôm nay các bạn trẻ có quá nhiều lựa chọn để rồi họ quên đi lựa chọn là phục vụ Chúa và giáo hội trong đời sống tu trì cho nên chúa có gọi chúa vẫn gọi nhưng mà nhiều người ngày hôm nay vì những tiếng ồn từ bên ngoài từ những tiếng ồn về bên, bên trong họ đã không nghe được tiếng kêu gọi của chúa nữa thứ hai là có lẽ có nhiều người nghe thấy nhưng mà lại chưa đủ can đảm chưa đủ quảng đại để đáp trả lại lời mời gọi của chúa nhiều người nghe thấy nhưng mà vẫn sợ hãi vẫn lo lắng hay là đôi khi vẫn chưa quảng đại đủ để dám từ bỏ đi tất cả từ bỏ luôn cả chính bản thân mình những dự định những ý nguyện và những tương lai của mình để dấn thân hoàn toàn cho chúa cho giáo hội cho nên chúa vẫn còn gọi đó nhưng mà nhiều người không nghe được nhiều người chưa đủ quảng đại nhiều người chưa đủ can đảm vẫn còn nhiều nỗi sợ hãi lo lắng để cho họ dám từ bỏ tất cả để đáp trả lại lời mời gọi của thiên chúa Kính thưa quý cụ quân bài chị em Có lẽ rất nhiều lần chúng ta đã nghe lời của Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay Là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít Các con hãy xin chủ thợ sai Xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa của người Nhưng mà chúng ta đã có bao giờ Dành giờ để cầu nguyện cho ơn gọi của giáo hội chưa Nếu chúng ta chưa Thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta hãy làm cái điều đó Hãy vâng theo lời lệnh của Chúa truyền Hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa Chúng ta hãy cầu nguyện Để nhiều người bạn trẻ Có đủ can đảm, có đủ quảng đại Để đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Để nhiều người nghe được tiếng Chúa mời gọi Tiếng tha thiết Đọ nhìn được thấy ánh mắt chờ đợi chờ mong của Chúa Rồi chính ánh mắt đó Cũng đáp lại tình yêu của Chúa Đáp lại tình yêu của biết bao nhiêu người Đang cần sự chăm sóc Đang cần sự an ủi Rồi chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các linh mục Các tu sĩ nam nữ Chúng ta thường giáo dân thì hay xin các cha, các thầy, các sơ cầu nguyện cho chúng ta. Và chúng ta quên đi rằng các linh mục, các tu sĩ nam nữ cũng cần cờ lời cầu nguyện rất nhiều và có khi còn nhiều hơn cả ông bà chị em nữa để chính họ thứ nhất cũng can đảm quảng đại để trung thành trong ơn gọi của mình mỗi ngày để sống xứng đáng là những mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước. Điểm thứ hai, ơn gọi bắt đầu nguồn từ ở gia đình. Khi tôi uh, làm về ơn gọi, phụ trách về ơn gọi của nhà dòng, thì tôi thường tổ chức những cuộc uh, tìm hiểu, những tuần tìm hiểu ơn gọi Come and See. Tôi đã quảng bá trên kênh Youtube Lời Yêu Thương. Và như ông bà anh chị em biết, là kênh Youtube Lời Yêu Thương thì đa số là dành cho những người nói tiếng Việt. Đã có nghĩa là các bạn trẻ ở Hoa Kỳ này thông thường không vào đó để nghe. À, cũng có một số nhưng mà rất ít thôi. Nhưng mà các phụ huynh đã nghe các bài giảng đặc biệt là nghe những lời quảng bá về ơn gọi và chính các phụ huynh đã khích lệ con em của mình đã giới thiệu con em của mình đến với chúng tôi nhiều vị phụ huynh đã gọi điện thoại đã gửi email để hỏi thăm thêm về tuần tìm hiểu ơn gọi để giúp cho con cái của mình cho cháu của mình đi tham dự những cái này những cái tuần tìm hiểu ơn gọi như thế này theo chúng ta thấy đó là từ ở các gia đình đặc biệt ngày hôm nay khi gia đình à, ít con cái hơn nhiều khi cha mẹ cũng cảm thấy ngại ngùng khi dưng con cái của mình cho chúa cho giáo hội trong đời sống tu trì vì vậy gia đình chính là cái nôi của ơn gọi cha mẹ con cái à, à, đặc biệt các bậc cha mẹ phải quảng đại đủ để hướng dẫn cho con cái của mình để biết rằng đời sống tu trì cũng là một lựa chọn mà con cháu của chúng ta có thể lựa chọn giải thích cho các em khích lệ các em tạo điều kiện cho các em chúng ta không nên ép buộc các em nhưng mà chúng ta tạo điều kiện cho các em và chúng ta khích lệ cho các em à, ngay cả khi chúng tôi tổ chức tuần tìm hiểu ơn gọi cũng vậy chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các bạn trẻ giúp cho các bạn tìm hiểu thánh ý của Chúa trong cuộc đời của các bạn giúp cho các bạn tập cầu nguyện để sống kết hiệp mật thiết với Chúa để để cho các bạn gặp được những bạn trẻ cùng trang lứa với mình để rồi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đức tin những câu chuyện về ơn gọi để nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin à, thế là đó là những cái mà chúng ta có thể làm và ngay cả các cha xứ cũng vậy, các cha xứ có ảnh hưởng rất lớn tới ơn gọi trong giáo xứ của mình, các thầy, các dì, các sơ đồng hành với các bạn trẻ chia sẻ với các bạn trẻ giúp cho các bạn trẻ hiểu rằng ơn gọi tu trì cũng là một lựa chọn và lựa chọn rất hạnh phúc, một lựa chọn rất là ý nghĩa để rồi khích lệ các bạn trong cái đường giữ ơn gọi đó. cho nên tôi thấy rằng từ các gia đình, từ các giáo xứ chúng ta cần phải tạo nhiều điều kiện hơn. À, giúp cho các em ý thức hơn, kích lệ cho các em nhiều hơn về ơn gọi tu trì. Một cái điểm thứ ba nữa, đó là mỗi người chúng ta cũng phải ý thức về ơn gọi của chúng ta. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy cầu xin chú ruộng sai thợ đến để gặt đúa của mình, thì Chúa Giêsu đã triệu tập 12 môn đệ và ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lạnh mọi bệnh hoạn tật nguyền và sai các ông đi rao giảng tin mừng. Và à, Thánh theo đã tường thuật lại tên của 12 tông đồ Kính thưa quý cụ ông bài chị em Chúa có thể lựa chọn những người thông thái Những người khéo ăn khéo nói Những người ý thức, những người uyên bác Để làm tông đồ của Chúa Nhưng mà Chúa đã không làm như vậy Chúa đã chọn gọi 12 tông đồ Là những con người rất bình dân, rất bình dị Những con người đến từ những hoàn cảnh khác nhau Những nghề nghiệp khác nhau có những tiểu sử khác nhau Nhưng mà nói chung lại họ là những con người bình dị, những con người bình thường Chú muốn làm như vậy để làm gì? Thưa, để chú muốn nói với mỗi người chúng ta rằng Chúng ta đều được mời gọi như các tông đồ Chúng ta cũng được mời gọi những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của chúng ta Trong những hoàn cảnh khác nhau Từ vấn đề kiến thức đến vấn đề kinh tế Đến vấn đề chính trị vân vân khác nhau cả Nhưng mà chúng ta đều được mời gọi để trở nên những môn đệ để trở nên những tông đồ của chúa và chúng ta cũng đừng sợ hãi khi chúng ta được mời gọi nhiều người nghĩ rằng mình không xứng đáng hay mình không có khả năng thương bài chị em ơn gọi là một ân huệ của thiên chúa ban không ai trong chúng ta xứng đáng cả không ai có thể đấm ngực xưng tên nói rằng tôi xứng đáng để làm linh mục làm tu sĩ hay làm trưởng ban hành giáo hay tham gia các hội đoàn không ai trong chúng ta xứng đáng cả ơn gọi là một ân huệ của Thiên Chúa và Chúa chọn gọi chúng ta vì lòng thương xót của Ngài về tình yêu của Ngài và khi Chúa chọn gọi bất cứ một người nào thì Chúa đều ban ơn cho người đó để người đó có thể sống ơn gọi của mình để chu toàn ơn gọi của mình Chúa không bao giờ gọi ai để rồi lại bỏ họ mồ côi cả chính bản thân của tôi cũng đã nhiều lần là tôi chia sẻ tôi không xứng đáng tôi cũng là một con người bình thường bình dị và con người yếu đuối như bao nhiêu người khác. Tôi là Linh Mục ngày hôm nay bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa, vì tình yêu của Thiên Chúa. Và tôi tồn tại được là bởi vì ơn Chúa qua lời cầu nguyện của rất nhiều quý cụ, quý ông bà, anh chị em đã thương tôi, đã cảm thông cho tôi, đã cầu nguyện cho tôi. Như tôi cũng nói trong những bài giảng trước đây là tôi cũng chỉ như là một cái thùng gỗ thôi, một cái thùng gỗ rỗng thôi. Rồi Chúa Thánh Thần thổi hơi qua thì nó ra tiếng thôi, chứ tôi cũng chẳng là gì. Nếu như tôi không phải là một Linh Mục, nếu như không có ơn Chúa Tôi không thể làm được những việc Mà lâu nay tôi đã làm Tất cả là hồng ân thương ông bà anh chị em Nếu tôi cũng vậy thì ông bà anh chị em cũng vậy Và chúng ta nhìn vào gương các tông đồ Những con người bình dị bình thường Đâu phải là những cái người trí thức Đâu phải là những người chuyên gia về giảng thuyết đâu Vậy mà ngày hôm nay Thế giới tin mừng của Chúa Đã được rao giảng khắp mọi nơi Và đã có hơn một tỷ người là người công giáo Chúng ta thấy việc của Chúa làm cho nên khi Chúa chúng ta cảm nhận được Chúa chọn gọi, chúng ta hãy cũng hãy lắng nghe. Chúng ta cũng hãy quảng đại để đáp trả lời mời gọi của Chúa để tham gia những sinh hoạt, những hoạt động trong giáo họ, trong giáo xứ trong giáo phận của chúng ta. Đừng ngần ngại. Cho nên ngày hôm nay khi Chúa mời gọi chúng ta, à, Chúa sai các tông đồ rao giảng, Chúa cũng sai chúng ta, Chúa cũng mời gọi chúng ta. Cho nên chúng ta cũng hãy quảng đại để đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Và chúng ta thấy việc Chúa chọn gọi các tông đồ, Chúa kêu mời các môn đệ cầu nguyện cho ơn gọi và Chúa sai các ông ra đi bắt đầu từ đâu? Từ lòng chắc ẩn của Chúa, từ lòng thương xót của Chúa. Vì tình yêu, Chúa tạo dựng nên con người từ không thành có. Và ngay khi con người phạm tội, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người, cho nên Chúa đã sai con một của Ngài Đức Giêsu -xu Kitô xuống trần gian để cứu chuộc chúng ta. Như bài thánh thư thứ hai thư của thánh phaolô đã nói ngày hôm nay chúa yêu thương chúng ta ngay khi chúng con chúng ta còn là tội lỗi thì chúa đã yêu thương chúng ta rồi và bắt đầu bài tin mừng ngày hôm nay thánh matthew đã nói chúa giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng thương xót họ thế là chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này tạo dựng nên con người tạo dựng nên giáo hội sai các tông giáo dáng bởi vì tình yêu và lòng thương xót lòng chắc ấn của ngài thế là chúng ta là tông đồ của chúa cũng vậy chúng ta không nhất thiết phải làm cái gì lớn lao vĩ đại cả có lẽ chúng ta cũng chưa được mời gọi để sang phi châu sang trung quốc đi vào vùng sâu vùng xa để rao giảng tin mừng hay là ra ngã ba ngã tư các ngã đường để rao giảng tin mừng đâu mà chúa đang mời gọi chúng ta trở nên môn đệ của chúa và rao giảng tin mừng của chúa bằng đầu tiên là hãy sống tình bác ái và yêu thương đầu tiên bằng cái hãy có ánh mắt nhìn như ánh mắt của chúa hãy nhìn hãy quan tâm hơn bắt đầu từ những người trong gia đình của chúng ta như trong bài tiên mừng ngày hôm nay chú nói rằng các con đừng đi về phía dân ngoài và đừng vào thành các người samaritano nhưng tốt hơn các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà israel trước đã à, có nghĩa là chú không cấm các ông à, đi đến những vùng xa xôi mà là hãy bắt đầu bằng những nơi mình đang cư trú với dân tộc của mình với gia đình của mình cả thế ngày hôm nay chú cũng mời gọi chúng ta cũng vậy hãy bắt đầu làm tông đồ ngay trong gia đình của chúng ta sau khi nghe bài tin mừng này rồi chúng ta hãy dành giờ để quan sát những người trong gia đình của chúng ta vợ của chúng ta chồng của chúng ta cha mẹ của chúng ta con cái của chúng ta anh em bạn hữu của chúng ta hãy tập nhìn họ để nhìn thấy được cái vui cái buồn của họ thấy được cái bơ vơ chăn trở của họ cũng như chúa giêsu đã nhìn thấy để rồi chúng ta mới động lòng thương xót đôi khi trong gia đình nhiều khi chúng ta quá bận rộn để rồi chúng ta không còn nhìn thấy những cái vui, cái buồn, nhìn thấy những, những nhu cầu, những đau khổ của những người trong gia đình của chúng ta nữa. Và đôi khi, cả những lúc chúng ta nhìn thấy, chúng ta cũng không có đủ can đảm, không có đủ quảng đại, chúng ta quá bận rộn đi rồi. Chúng ta nhìn đấy, chúng ta biết thấy, nhưng mà chúng ta chẳng làm gì cả. Thế là qua bài tin mừng ngày hôm nay của Chúa Giêsu chúng ta hãy tập nhìn, quan sát, quan tâm nhiều hơn tới những người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong sứ đạo của chúng ta còn ngay khi chúng ta đi ra đường chúng ta có thấy những người uh, nghèo khó những người ăn mày ăn xin những người gặp tai nạn chúng ta hãy động lòng chắc ẩn chúng ta có lòng thương xót và làm cái gì đó để giảm bớt đi những cái đau khổ những cái bơ vơ khắc khoải của họ bắt đầu ngay trong gia đình của chúng ta có lẽ trong gia đình của chúng ta cũng đang có những người cần sự quan tâm của chúng ta cần sự lắng nghe của chúng ta cần sự tha thứ của chúng ta cần sự giúp đỡ của chúng ta ngày hôm nay trong xã hội tuy rằng thế giới ngày hôm nay có nhiều tỷ người nhưng mà biết bao nhiêu người đang cô đơn bao nhiêu người như chúa xu thấy thấy họ đang bơ vơ tất tưởi như những con chiên không có người trang dặn chúng ta hãy làm tông đồ bằng việc đó làm tông đồ bằng việc bác ái yêu thương chứ chưa phải giảng chưa phải nói gì cả ông bà anh chị em nghe sách tông đồ công vụ nói rằng vào những thế kỷ đầu các tông đồ ở rửa tội cho dân chúng có khi là tới năm người một ngày có nghĩa là rất nhiều người đến với chúa và nhiều người đã đặt câu hỏi rằng tại sao nhiều người lại đến với chúa như vậy thì các thánh giáo phụ đặc biệt một thánh giáo phụ đã nói rằng những người ở thời xa xưa đó họ nhìn vào những tín hữu thời sơ khai họ nói như thế này hãy nhìn những người công giáo kìa họ yêu thương nhau như thế nào Chính lòng bác ái yêu thương của những người công giáo thời đó đã làm cho nhiều người đến với Chúa. Hơn 2.000 năm trước đã vậy, hơn 2.000 năm sau cũng vậy. Nếu như mỗi người công giáo chúng ta ngày hôm nay cũng tập làm tông đồ của Chúa bằng việc bác ái yêu thương từ trong gia đình, trong giáo xứ trong họ đạo của chúng ta, trong xã hội của chúng ta, thì chắc chắn rằng sẽ còn có nhiều người tìm đến với Chúa và biết Chúa nữa. Mỗi người chúng ta, tôi cũng như ông bà, anh chị em, chúng ta còn nhiều yếu đuối nhiều lỗi phạm lắm và chúng ta cũng còn bất toàn bất xứng lắm nhưng mà với lời mời gọi của chúa ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện xin ơn chúa và chúng ta hãy giúp đỡ nhau khích lệ nhau để trở nên tông đồ của chúa bằng cách cố gắng sống bác ái yêu thương tha thứ cho nhau đi kiên nhẫn với nhau hơn một chút nữa cảm thông cho nhau hiểu cho nhau giúp đỡ nhau giúp đỡ nhau nên thánh giúp đỡ nhau để trở nên những tông đồ của Chúa bắt đầu bằng tình bác ái và lòng yêu thương. Có như vậy chúng ta hãy sống để rồi những người đến để gặp gỡ chúng ta họ gặp gỡ được một cái gì đó về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì đó chính là lời mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ngày mai trở nên tông đồ của Chúa. Chúa Giêsu tiếp tục nói với các tông đồ rằng hãy chữa lành những người liệt phục sinh kẻ chết chữa lành những người phung và xua trừ ma quỷ à, chúng ta không nhất thiết là làm phép lại chữa lành về thể lý không đâu mà chúng ta chữa lành ở đây không phải là liệt không phải liệt thể lý không mà còn liệt về đời sống thiêng liêng liệt về đời sống tinh thần nữa thế là chúng ta hãy chữa lành cho những người đó bằng cách an ủi họ yêu thương họ tha thứ họ khích lệ cho họ để cho họ bắt đầu đứng lên để bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau tiến về nước trời tiến về thiên đàng rồi phục sinh kẻ chết Chết ở đây có thể chết về trong tâm hồn Nhiều người còn sống thể lý đó Nhưng mà tâm hồn có khi đã chết từ lâu rồi Có nhiều người lâu năm chưa xưng tội trước lễ Có nhiều người chưa biết, biết đến với Chúa Có nhiều người còn sống trong tính hư tật xấu nhiều năm nay rồi Chúng ta hãy giúp cho họ cầu nguyện cho họ Để rồi họ được sống lại Sống lại về đời sống thiêng liêng Sống lại để rồi họ đến với bí tích hòa giải Đến với bí tích thanh thể Rồi họ được sức giàu họ được nghe lời của Chúa, họ được sống làm con cái của Chúa. Rồi những người bị bệnh phong, bị bệnh phong cùi à, trong xã hội chúng ta ngày hôm nay thì những người bị phong còn đó nhưng mà ít, nhưng mà có nhiều người không bị bệnh phong trong thể xác rồi trong tâm hồn. Còn nhiều người đang bị uh, bỏ rơi, đang sống bên lề xã hội vì họ là những người nghèo, vì họ là những người không có học, vì họ bị bắt nạt, vì họ uh, có một cái lỗi phạm nào đó để rồi chúng ta cũng như xã hội đã đẩy họ la ngoài lìa của xã hội, thế là chúng ta cũng phải đón nhận họ, chữa lành cho họ, an ủi họ, tạo điều kiện cho họ, tha thứ cho họ và xưa trừ, xua trừ ma quỷ. Ma quỷ vẫn tồn tại, thưa ông bà anh chị em và càng ngày ma quỷ càng tinh vi hơn để kéo nhiều người xa Chúa, để dẫn nhiều người đi vào những bế tắc những lầm lạc trong cuộc sống chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều người cách tiên các bạn trẻ đã tìm niềm vui ở trong những cái sự ăn chơi trác táng trong rượu chè trong cờ bạc trong xỉ ke ma túy trong sát dục trong tiền bạc trong quyền hành ngày hôm nay nhiều người nghĩ rằng mình được làm theo những ý của mình thì mình sẽ được tự do mình sẽ được hạnh phúc nhưng mà chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay nhiều người càng đòi cái tự do cá nhân nhiều người chối bỏ quyền năng của thiên chúa để làm theo ý của mình à, muốn làm đàn ông đàn bà muốn ăn muốn mặc muốn thế này thế kia nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy xã hội thế giới của chúng ta không tốt hơn mà càng ngày càng nhiều người đau khổ hơn càng nhiều người càng cảm thấy cô đơn hơn càng nhiều người càng cảm thấy mất phương hướng mất lý tưởng trong cuộc sống của mình nhưng ma quỷ thì nó lại cám dỗ như vậy nghĩ rằng nó sẽ nói vào tai của chúng ta rằng cứ làm theo ý của mình cứ theo chiều theo sở thích của mình thì mình sẽ được hạnh phúc mình được bình an nhưng mà chúng ta thấy cái dẫn chứng rất cụ thể khi con người chối bỏ thiên chúa càng làm theo ý riêng của mình thì cuối cùng con người chỉ càng đi vào bế tắc và đau khổ chồng chết là đau khổ chỉ có khi chúng ta trở về với chúa có chúa làm gia nghiệp có chúa làm niềm vui làm bình an làm hạnh phúc của mình thì nó mới tồn tại mới bền vững và chúng ta mới tìm thấy một lối đi cho cuộc đời cho gia đình cộng đoàn của mình cho nên xua trừ ma quỷ ở đây Là hãy đẩy lùi đi Những phong trào Trần tục Những cái chủ nghĩa Dẫn chúng ta xa rời Thiên Chúa Xa rời bản chất của một con người à, Để rồi chúng ta tìm về Chúa là chân thiện mỹ Chúng ta tránh những tính hư tật xấu Những tội lỗi, những con đường tội lỗi Để chúng ta trở về với Chúa Chúa yêu thương Chúa cho chúng ta cơ hội Như lời Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân Thì huống gì và khi chúng ta muốn hoán cải, muốn ăn năn sám hối trở về chắc chắn Chúa yêu thương nâng đỡ cho chúng ta. Kính thưa quý cụ quý ông bà anh chị em. Ánh mắt Chúa Giêsu nhìn người Do Thái xa xưa với lòng thương Chúa đã động lòng thương xót ngày hôm nay, Chúa cũng đang nhìn mỗi người chúng ta. Chúa đang nhìn quý cụ quý ông bà anh chị em. Chúa đang nhìn chính bản thân tôi. Chúa nhìn vào gia đình của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta với thế giới của chúng ta và chúa thấy rất nhiều người trong chúng ta đang tất tưởi đang bơ vơ đang cô đơn đang khủng hoảng đang bế tắc đang không có đường hướng không có lý tưởng và chúa động lòng thương xót cho nên chúa gửi những mục tử của chúa đến chúa nói lời của chúa cho chúng ta chúa ban bí tích cho chúng ta hãy đến với chúa hãy lắng nghe lời của chúa hãy sống lời của chúa hãy đến với các bí tích của chúa và vâng lời của Chúa chúng ta cũng hãy cầu nguyện để nhiều người hơn nữa đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa để trong đời sống tu trì trong đời sống tông đồ giáo dân để rồi cùng nhau chúng ta làm tông đồ của Chúa bắt đầu với lòng chắc ẩn với bánh ánh mắt yêu thương cảm thông và với tình bác ái huynh đệ yêu thương và chắc chắn nếu có như vậy thì nhiều người nữa sẽ biết đến với Chúa và chúng ta cùng nhau xây dựng nước chúa ở trần gian này để rồi sẽ hoàn tất ở trên nước thiên đàng kính chúc quý cụ quân bà anh chị em một ngày chúa nhật tràn đầy tình yêu ân sủng của thiên chúa chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau nâng đỡ nhau khích lệ nhau đồng hành với nhau và hẹn gặp lại